Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa. Ngày 31 tháng 7, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng. Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy Đảng các cấp huyện Tuyên Hóa đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản quán triệt, triển khai điều lệ Đảng, quy định hướng dẫn triển khai điều lệ Đảng và các quy định của cấp trên. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, ý thức chấp hành nghị quyết, điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, công tác phê bình và tự phê bình được thực hiện có hiệu quả. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên và đạt những kết quả tích cực. Công tác phát triển Đảng, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng được thực hiện thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 648 quân chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp 539 đảng viên mới, mở 103 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng với trên 12.700 lượt cán bộ tham gia. Công tác dân vận chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được quan tâm, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Tuyên Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng và nhân dân, vân vân. Tại hội nghị có một tập thể được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 10 cá nhân được tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ngày 29 tháng 7, đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đi kiểm tra tình hình sản xuất đời sống của đồng bào Mã Liềng, dân tộc Chứt tại hai xã Thanh Hóa và Lâm Hóa. Huyện Tuyên Hóa có 278 hộ với 733 khẩu đồng bào dân tộc sống ở 4 bản: bản Kè, bản Cáo, bản Chuối và bản Cà Sen. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cả cấp, nên cơ sở vật chất, đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tuyên Hóa tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Bà con luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tập quán canh tác đã có nhiều thay đổi, nhất là sản xuất lúa nước, trồng rừng, phát triển kinh tế, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Vụ hè thu năm 2019, bà con đã gieo trồng 29 ha cây trồng các loại, tổng đàn gia súc hiện có trên 280 con. Thực hiện chủ trương hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, từ năm 2017 đến nay đã có 83 nhà ở cho đồng bào được xây mới và sửa chữa. Lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm. Năm học 2018-2019, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. 100% các bản đều có cán bộ y tế thôn bản. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực của bà con đồng bào dân tộc trong việc phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm chăm lo, hướng dẫn và giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, tập trung sản xuất, chăn nuôi cây con phù hợp, không ngừng nâng cao đời sống, sức khỏe, chú trọng việc học tập của con em đồng bào dân tộc. Dịp này, đoàn công tác cũng đã tặng quà cho các bạn đồng bào dân tộc tại hai xã Thanh Hóa và Lâm Hóa. Sáng ngày 30 tháng 7, đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 tại khu vực xây dựng sở chỉ huy diễn tập. Chuẩn bị công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuyên Hóa năm 2019, thời gian qua, các thành viên ban chỉ đạo, các tổ giúp việc và các phòng ban đơn vị liên quan đã bám sát nhiệm vụ, triển khai theo kế hoạch đề ra. Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường phục vụ diễn tập như xây dựng sở chỉ huy diễn tập, thao trường thực binh đánh địch xâm nhập biên giới đã cơ bản hoàn thành, tiến hành bàn giao vị trí diễn tập cho các đơn vị. Tại khu vực xây dựng sở chỉ huy, ngoài đâm hầm xây dựng bằng bê tông cốt thép mái tôn, các ban ngành đơn vị đã tiến hành xây dựng 38 hầm phá khóa và 2.500 mét hào công sự. Bên cạnh đó, còn xây dựng một trạm tập trung quân nhân dự bị tại thôn Yên Xuân, xã Lê Hóa. Hiện nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành và đang tiếp tục hoàn thiện các đoàn hào nội bộ, từng bước ngụy trang, bố trí trang thiết bị.
Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên ban chỉ đạo, đặc biệt là lực lượng chuẩn bị thao trường thực binh cho diễn tập thời gian qua. Đồng chí đề nghị các lực lượng tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng công sự, bố trí thiết bị và đảm bảo cơ sở vật chất tại các khu vực diễn tập, tổ chức luyện tập cho các lực lượng đảm bảo hiệu quả, chất lượng để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa tổ chức diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Tham dự có đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuyên Hóa năm 2019, đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện Tuyên Hóa năm 2019 là bước tập duyệt nhằm chuẩn bị cho diễn tập chính thức đạt kết quả tốt. Mục đích diễn tập thử nhằm nâng cao trình độ, năng lực vận hành cơ chế cho cán bộ chủ trì và cơ quan đơn vị. Qua diễn tập thử để tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung hoàn chỉnh nội dung, phương pháp của từng vai tập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong diễn tập chính thức. Nội dung diễn tập thử gồm các hội nghị của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện về lãnh đạo chỉ đạo chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ huyện. Cụ thể, hội nghị bất thường của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân huyện ban hành nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân huyện triển khai công tác phòng không nhân dân. Hội nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ, tổ chức sắp xếp xe của cơ quan đơn vị cơ động vào sở chỉ huy tại khu căn cứ. Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai công việc cần làm tiếp theo để hoàn thành tốt cuộc diễn tập chính thức diễn ra vào ngày 12 tháng 8 sắp tới. Với mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác phát triển, đảm bảo an ninh khu vực biên giới, trong 2 ngày 26 và 27 tháng 7 năm 2019, đoàn công tác của lãnh đạo huyện Tuyên Hóa do đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Na Cai, tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tiếp đoàn về phía huyện Na Cai có đồng chí Sùng Phong Văn Phay Thong, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Huyện trưởng; đồng chí Bun Mi Tha Du Vong, Phó Bí thư, Phó Huyện trưởng; đồng chí Thon Kéo Chăn Tha Vong, Ủy viên Thường vụ, Phó Huyện trưởng, cùng lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan. Na Cai là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 750 USD trên năm. Huyện có trục đường giao thông chính là quốc lộ 1E, nối với quốc lộ 12A và đường 8 của Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo và cửa khẩu Cầu Treo. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị chức năng của huyện Na Cai đã thực hiện tốt công tác phối hợp với phía Việt Nam trong công tác quản lý bảo vệ quốc phòng an ninh chính trị trên địa bàn biên giới. Hai bên cũng đã phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Trong chuyến làm việc, hai bên đã hội đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng đảng. Hai bên đã xây dựng biên bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác an ninh khu vực biên giới giáp ranh giữa hai huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình với huyện Na Cai, tỉnh Khăm Muộn. Trên tinh thần quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, hai bên đã thống nhất luân phiên tổ chức hội đàm trao đổi kinh nghiệm định kỳ 2 năm một lần. Dịp này, huyện Tuyên Hóa đã trao tặng cho huyện Na Cai 5 máy tính xách tay và một số nhu yếu phẩm. Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2019. Ngày mùng 1 tháng 8, đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cùng tham dự có đại diện các ban đảng, văn phòng Huyện ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những thành quả mà ngành tuyên giáo của huyện đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tăng cường giáo dục, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thường xuyên cập nhật thông tin sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tham mưu đề xuất nhiều giải pháp để xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh. Thay mặt Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực đã tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành. Đồng chí Nguyễn Minh Lự, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức ban gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, đồng thời nêu quyết tâm của tập thể ban trong việc phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu
góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra. Cũng trong dịp này, một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ ban tuyên giáo huyện ủy. Ngày 1 tháng 8, Công an huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, kết hợp tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dự hội nghị có đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Thượng tá Trần Quang Hiếu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện Tuyên Hóa đã làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đã điều tra làm rõ 19 vụ, 30 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội, thu giữ 0,125 gram heroin, 346,78 kg pháo, phát hiện và bắt 4 vụ, 4 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 32,373 gram methamphetamine, tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí. Công tác bắt, vận chuyển đối tượng có quyết định truy nã và cấp căn cước công dân vượt chỉ tiêu. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng hậu cần ngày càng được củng cố, tăng cường. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Công an huyện Tuyên Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao hiệu lực hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn huyện đúng tiến độ đề ra. Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 16 tháng 9 năm 2019. Đặc biệt đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, các đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, không để tội phạm hoạt động lộng hành, coi thường pháp luật, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp của người công an nhân dân. Chiều ngày 1 tháng 8, lực lượng công an huyện Tuyên Hóa đã tổ chức buổi tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính nhằm kêu gọi người dân tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên. Trong chương trình hoạt động về nguồn đến với những địa chỉ đỏ tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, ngày 27 tháng 7, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Hang Len Hà, xã Thanh Hóa. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên cùng đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trạm cơ vụ A69. Các anh các chị đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong đó có 10 nữ chiến sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong sổ lưu niệm, bà Hoàng Thị Ái Nhiên xúc động viết: "Xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ A69 tại Hang Len Hà. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ phụ nữ hôm nay với sự hy sinh anh dũng của các anh các chị." Hoạt động về nguồn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân dịp 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp để cả cấp hội và phụ nữ cả nước thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người có công với đất nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của phụ nữ cả nước đối với những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì tổ quốc, vì nhân dân. Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên đang công tác tại Trung ương Hội ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, từ đó cố gắng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để xứng đáng với công lao và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ủy quyền cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách tại hai xã Thanh Hóa và Hương Hóa. Chi đoàn cơ quan Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức thành công đại hội chi đoàn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2022. Dự đại hội có đồng chí Phạm Tiến Nam, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Cao Xuân Tín, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Chi đoàn thanh niên cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa có 52 đoàn viên đang công tác tại các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Trong nhiệm kỳ 2017-2019, chi đoàn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đoàn cấp trên, luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
lực lượng đoàn viên đã nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các hoạt động xung kích tình nguyện thường xuyên được quan tâm. Chi đoàn đã tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động tuổi trẻ Tuyên Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới do Ban Thường vụ huyện đoàn phát động, hỗ trợ giúp đỡ thôn Tiền Phong, xã Lê Hóa và thôn Tân Sơn, xã Hương Hóa để thực hiện cấp phối 2 tuyến đường giao thông nông thôn dài hơn 1.000 mét. Tổ chức trao 12 suất quà cho học sinh và các cháu tiểu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Hóa. Phối hợp với các chi đoàn bản trao 6 suất quà cho đoàn viên thanh niên yếu thế tại các xã Phong Hóa, Đức Hóa, Đông Hóa và xã Lê Hóa với tổng số tiền 17 triệu đồng. Hàng năm số lượng đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện luôn vượt chỉ tiêu được giao. Trong nhiệm kỳ 2019-2022, chi đoàn cơ quan Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực học tập rèn luyện nâng cao chất lượng công tác, đẩy mạnh củng cố tổ chức đoàn, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt, xây dựng chi đoàn vững mạnh. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào ban chấp hành chi đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2019-2022. Hội Thanh niên xung phong huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2023. Năm năm qua, cả cấp hội cựu thanh niên xung phong huyện đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt cuộc vận động. Cựu thanh niên xung phong huyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham gia phong trào cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi, phong trào vì nghĩa tình đồng đội. Đặc biệt phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, lực lượng cựu thanh niên xung phong trong toàn huyện đã hiến 1.376 mét vuông đất, 879 mét hàng rào, huy động hơn 6.000 ngày công để làm đường giao thông trị giá hàng trăm triệu đồng. Cả phong trào thi đua yêu nước đã thực sự ăn sâu trong ý thức của mỗi cán bộ hội viên và có sức lan tỏa mạnh mẽ, được cựu thanh niên xung phong toàn huyện đồng tình hưởng ứng. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần khẳng định thành tích chung của hội cựu thanh niên xung phong và làm hạn chế những tiêu cực trong đời sống xã hội. Trong thời gian tới, cả cấp hội cựu thanh niên xung phong huyện Tuyên Hóa tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, tuyên truyền sâu rộng nội dung chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương hội phát động, tạo mọi điều kiện giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần xây dựng quê hương ngày một đổi mới và phát triển. Dịp này có 3 tập thể và 5 cá nhân được Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào cựu thanh niên xung phong gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Trường Đại học Quảng Bình vừa phối hợp với Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp lớp Đại học Giáo dục mầm non khóa tuyển sinh năm 2015 K57 hệ vừa học vừa làm tại huyện Tuyên Hóa. Lớp Đại học Giáo dục mầm non khóa tuyển sinh năm 2015 K57 hệ vừa học vừa làm được tổ chức thi tuyển và nhập học từ tháng 12 năm 2015 với số lượng ban đầu là 67 học viên. Trong quá trình học tập, học viên được các giảng viên Trường Đại học Quảng Bình trực tiếp giảng dạy với tổng số 8 học kỳ, 136 đơn vị học trình. Sau gần 4 năm tích cực học tập, đến nay đã có 49 học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 24 học viên tốt nghiệp loại giỏi và 25 học viên tốt nghiệp loại khá. Tại buổi lễ, đại diện Trường Đại học Quảng Bình đã công bố quyết định tốt nghiệp đại học và trao bằng tân cử nhân cho các học viên. Việc mở lớp đào tạo cử nhân đại học mầm non tại huyện Tuyên Hóa đã góp phần giúp cho các giáo viên, nhân viên các trường mầm non trên địa bàn huyện có điều kiện để chuẩn hóa bằng cấp, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm trong việc nuôi dạy trẻ, đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác dạy học hiện nay. Sáng ngày 30 tháng 7, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hóa, Chi hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị huyện Tuyên Hóa đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 và kỷ niệm 47 năm chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tuyên Hóa được thành lập theo quyết định số 06/QĐ-TL-CH-CSTC Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình vào ngày 10 tháng 1 năm 2017. Hiện có 75 hội viên tham gia, chia thành 7 phân hội theo từng cụm xã. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ huyện đến xã và các nhà hảo tâm đã tạo cho chi hội hoạt động tốt trong mọi lĩnh vực. Hội viên luôn nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị của quân và dân ta trong sự nghiệp cách mạng vì độc lập dân tộc.
Chi hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tuyên Hóa là tập hợp sự đoàn kết, tổ chức, đồng viên hội viên trong huyện giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, giúp hội viên xóa đói, giảm nghèo, tham gia hoạt động tình nghĩa, tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, gắn bó tình bạn chiến đấu. Tại buổi lễ, Chi hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tuyên Hóa đã trao huy hiệu chiến sĩ thành cổ cho 30 hội viên của 7 phân hội đã có thành tích trong chiến dịch chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ủy ban Nhân dân xã Nam Hóa vừa tổ chức hội nghị nhằm lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã năm 2019. Theo kế hoạch, huyện Tuyên Hóa sẽ hợp nhất xã Nam Hóa và xã Thạch Hóa. Hiện xã Nam Hóa có diện tích 23,67 km2, dân số 2.298 người, là xã đạt dưới 50% tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Sau đó xã Nam Hóa sẽ được sáp nhập vào xã Thạch Hóa và lấy tên chung là xã Thạch Hóa. Để đảm bảo tính dân chủ, thống nhất trong việc sáp nhập, Ủy ban Nhân dân xã Nam Hóa đã tiến hành đồng loạt các hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại các thôn trên địa bàn xã. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên đa phần cử tri đều đồng tình thống nhất phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri được diễn ra ổn định, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả, tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến là 1.446 trên 1.484 cử tri, đạt tỷ lệ 97,43%. Trong đó có 1.399 cử tri đồng ý sáp nhập, đạt tỷ lệ 94,27%. 47 cử tri không đồng ý với tỷ lệ 3,16%. Trên cơ sở lấy ý kiến của cử tri, huyện Tuyên Hóa sẽ triển khai các bước tiếp theo trong việc sáp nhập hai xã Nam Hóa và Thạch Hóa theo đúng quy trình. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để huy động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Hóa vừa tổ chức ra mắt mô hình khu dân cư thực hiện tốt an toàn giao thông tại thôn Kim Thủy. Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận thôn Kim Thủy luôn làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu biết về luật giao thông, các nghị định quy định của chính phủ liên quan đến an toàn giao thông thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các cuộc họp dân ở khu dân cư, các buổi sinh hoạt của hội đoàn thể, các câu lạc bộ, qua hình thức phát tờ rơi về an toàn giao thông, v.v. Được biết, hàng năm thôn Kim Thủy có 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm luật về giao thông đường bộ. Ban công tác Mặt trận thôn đã đưa tiêu chí về an toàn giao thông vào hương ước, quy ước của khu dân cư, trở thành một trong những tiêu chí bắt buộc khi xếp loại bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hàng năm. Theo đó, không có hộ dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở ách tắc giao thông. 100% người dân khi điều khiển xe máy đều đội mũ bảo hiểm, có đầy đủ giấy tờ xe và giấy phép lái xe, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, xây dựng được các đoạn đường tự quản ở khu dân cư. Việc ra mắt mô hình khu dân cư thực hiện tốt an toàn giao thông tại thôn Kim Thủy, xã Kim Hóa nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác khi tham gia thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong khuôn khổ các hoạt động kỳ nghỉ hồng năm 2019, vừa qua, đoàn khối cơ quan tỉnh phối hợp cùng với đoàn xã Thiên Hóa tổ chức chương trình thắp sáng đường quê tại thôn Tây Trúc, xã Thiên Hóa. Công trình thắp sáng đường quê có chiều dài hơn 1 km với 16 cụm bóng đèn chiếu sáng được lắp đặt trên các tuyến đường chính tại thôn Tây Trúc, xã Thiên Hóa. Tổng kinh phí lắp đặt trên 20 triệu đồng được huy động từ sự đóng góp của đoàn viên các giai đoạn gồm Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan tỉnh và tuổi trẻ xã Thiên Hóa trong việc xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Dịp này, đoàn xã Thiên Hóa đã đến thăm và tặng quà cho một số gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ công đoàn khi tổ chức nhiều phong trào hướng về người lao động, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa hiện có 3.823 người, trong đó có không ít gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động,
Liên đoàn Lao động huyện đã vận động cả công đoàn cơ sở, công đoàn thuộc khối doanh nghiệp xây dựng nguồn quỹ để kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa đã tổ chức các hoạt động giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Kịp thời thăm hỏi, động viên những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn vào các dịp lễ Tết với tổng số tiền 355 triệu đồng. Phối hợp sửa chữa 3 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên đặc biệt khó khăn về nhà ở, mỗi nhà trị giá 30 triệu đồng. Vận động đóng góp các loại quỹ do huyện tỉnh trung ương phát động, trong đó đóng góp quỹ tiết kiệm vì đoàn viên người lao động được trên 127 triệu đồng. Thực hiện chương trình Tết xuân vầy, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 116 xuất quà với tổng số tiền 67 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm khác, việc đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần quan trọng giúp cho đoàn viên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Qua đó thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát triển sâu rộng trong cả cấp công đoàn. Tối ngày 30 tháng 7, Ban chấp hành đoàn xã Lê Hóa đã tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ hỗ trợ làm nhà cho hộ gia đình bà Phạm Thị Phúc, thôn Quảng Hóa, xã Lê Hóa, với chủ đề Hòa nhịp con tim. Hộ gia đình bà Phạm Thị Phúc, thôn Quảng Hóa, xã Lê Hóa là hộ nghèo có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bà là lao động chính trong nhà, một mình nuôi 5 miệng ăn, trong đó có người chồng bị câm điếc bẩm sinh, em chồng bị bệnh đau và người con trai bị tai nạn mất khả năng lao động. Hiện nay, ngôi nhà gia đình đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng, rột nát và siêu vẹo. Đêm giao lưu gây quỹ đã thu hút đông đảo các mạnh thường quân, các tổ chức doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, con em xa quê cùng cán bộ và nhân dân xã Đê Hóa đến theo dõi và ủng hộ. Với chủ đề tri ân về người mẹ, đêm gala văn nghệ diễn ra trong không khí ấm áp, tình yêu thương, sẻ chia với những tiết mục văn nghệ đặc sắc do đoàn viên, thanh niên và các hoạt nhân văn nghệ ở địa phương biểu diễn. Trong đêm văn nghệ, Ban chấp hành đoàn xã Lê Hóa đã kêu gọi được trên 60 triệu đồng, số tiền dùng để tu sửa lại nhà cho bà Phạm Thị Phúc, giúp bà có chỗ ở kiên cố, ổn định, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7 năm 2019, tại km 42, cộng 640, quốc lộ 12A thuộc địa phận thôn Hà Trang, xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe máy khiến một người chết và một người bị thương. Vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 73C07574 do tài xế Tô Quyết Minh, sinh năm 1997, thường trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, điều khiển lưu thông theo hướng Đồng Lê Ba Đồn đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 73D1-19316 do anh Hồ Thanh Cường, sinh năm 1998, thường trú tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, điều khiển chở theo anh Hồ Thanh Vân, sinh năm 1992, người cùng địa phương, chạy hướng ngược lại. Hậu quả, cả hai xe lao vào bạt, ta ly hư hỏng nặng, anh Hồ Thanh Cường tử vong tại chỗ, Hồ Thanh Vân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang được công an huyện Tuyên Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Tình hình công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tuần từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2019. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tuyên Hóa đã tăng cường thực hiện các mặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ va chạm, tai nạn trên địa bàn. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tổ chức 10 ca tuần tra kiểm soát, có 59 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử lý 35 trường hợp vi phạm, trong đó 6 trường hợp ô tô, 29 trường hợp mô tô. Lập biên bản vi phạm 32 trường hợp, trong đó 6 trường hợp ô tô, 26 trường hợp mô tô. Tạm giữ phương tiện 28 trường hợp, trong đó 2 trường hợp ô tô, 26 trường hợp mô tô. Tạm giữ giấy tờ 4 trường hợp ô tô, ra quyết định xử phạt tại chỗ 5 trường hợp, thu 650.000 đồng. Dự kiến số tiền xử phạt theo biên bản đã lập 49 triệu 940.000 đồng. Công tác xử lý vi phạm, ra quyết định xử phạt 40 trường hợp, trong đó 2 trường hợp ô tô, 38 trường hợp mô tô, thu vào ngân sách nhà nước 30 triệu 215.000 đồng. Trả lại giấy tờ tạm giữ 2 trường hợp ô tô. Trả lại phương tiện 26 trường hợp mô tô, giao xe 12 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2 trường hợp. Phó trưởng Công an huyện, Trung tá Võ Thanh Bình. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa đến đây xin kết thúc. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại chương trình tại website truyenhinhtuyenhoa.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.